Rồi, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người vẽ lại cái khối này nha. Lúc nãy anh Toàn cũng đã vẽ rồi, vẽ được một bên rồi, nhưng mà bên kia thì nó cũng tương tự. Nhưng mà cách của anh Toàn thì em thấy là nó còn thừa nhiều cái sketch lắm. Tại vì ví dụ như mình bây giờ mình vẽ mình học á thì mình vẽ bao nhiêu cũng được, vẽ bao nhiêu sketch cũng được. Nhưng mà khi đi làm á, ví dụ như mình vẽ làm sao cái sketch làm sao để cho nó vừa đủ vừa đúng, không có thừa. Lần sau ví dụ như cái hình này nó thay đổi kích thước hay cái gì đó thì mình có thể sửa lại được. Chứ nếu mà mình vẽ nhiều quá thì mình sửa lại mình nhìn nó rối. Đó, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người vẽ luôn khối này nha. Rồi trên mặt top sketch cho em vẽ một hình chữ nhật. Đó, kích thước cho nó ngày 40 cạnh 60. Ok, rồi feature cho chatbot, chatbot lên là 40, để hợp này luôn nha, 40. Đó. Rồi, thì bây giờ em sẽ tiến hành vẽ một cái đường dẫn. Nếu như mình vẽ cái tam giác chỗ này, đây tam giác này, đây chỗ này, đó. Nếu như vẽ tam giác này xong mình cắt tới á, thì nó sẽ đi thẳng tới chứ nó không xéo qua đây nha, tại vì chỗ này này tam giác này này đây này nó sẽ cắt tới phía trước này, nó tới ngay chỗ cái đỉnh này hoặc là đây ngay chỗ đỉnh. Nếu mà mình vẽ cái tam giác mình cắt tới á thì nó sẽ xuống ở đây gần như đây. Rồi trên mặt này chọn sketch nha, cái tam giác nào đó để thử. Rồi đây, nếu mình vẽ xong sketch này, mình chọn là edge cut thì nó sẽ cắt dọc tới đây, đây, đó, cắt dọc tới, chứ nó không phải cắt tụ lại một điểm này nha. Đó, nên mình nghĩ cách khác, mình sẽ dùng một cái đường dẫn, ví dụ như đường dẫn từ đây đến đây, như là anh Toàn làm, hoặc là đường dẫn từ đây đến đây đều được. Đó, thì bây giờ em sẽ vẽ một cái đường dẫn nữa. Từ đây đến đây. Rồi mình thoát cái sketch này ra nha. Ok, thoát ra. Rồi trên mặt này chọn sketch. Vẽ thêm một cái đường dẫn này nữa. Đó. Rồi bây giờ thoát sketch này luôn. Rồi kích vào cái sketch sketch tam giác á. Chọn sketch. Sau đó cái ô này, mọi người chọn cái đường dẫn này. Đây. Rồi mọi người tiến hành true on đó. Cái hình của mình nó sẽ tụ lại ở điểm này chắc luôn đây đó, thấy chưa? Thì tương tự bên này cũng vậy, nhưng bên này không cần vẽ một cái sketch nữa. Ví dụ như không cần vẽ đường dẫn từ đây lên đây đâu, đây lên đây, đây từ đỉnh này qua cái trung điểm cạnh này không cần, tại vì mình đã vẽ cái sketch này rồi. Mình có thể mình lấy cái đường dẫn này mình dẫn qua, ví dụ như đây trên mặt này vẽ sketch nữa rồi vẽ cái tam giác. Đây rồi, rồi mọi người chọn cho em là edge cut. Sau đó chọn đường dẫn này, đây chọn đường này đó. Rồi mọi người chọn cho em là true on. Ok, đó thì nó ra cái hình của mình như này. Đây mọi người bấm đưa về hướng nhìn isometric thì nó ra đúng như cái
hình của mình đây. Nhưng một cái nữa, mọi người có thấy chỗ này có sketch này không? Mọi người có cảm thấy là nó bị thừa không, hay là nếu mà mình xóa cái sketch này có được không? Đó. Bạn nghĩ là mình xóa cái sketch này được không? Mọi người trả lời thử đi. Rồi ok, đa số thì mọi người trả lời là không đúng không? Bây giờ em xóa thử nha. Xóa thử nó ra cái gì nha. Rồi. Ví dụ như sketch này em thấy nó thừa. Rồi, cái chụp phải delete. Thử nó ra cái gì. Rồi nó quay về lại cái này. Đó. Nó quay về có một cái sketch tam giác này thôi. Bây giờ mọi người có tin là em lấy sketch này em cắt ra được luôn không? Đó. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái sketch này em cắt lên luôn nha. Cắt được cái hình này luôn. Thì làm như thế nào? Ví dụ như xóa sketch này luôn, vẽ lại luôn. Vẽ lại luôn nha. Rồi trên mặt này, người chọn sketch cho em. Đưa về nhìn vuông góc. Chọn là line, vẽ cái tam giác. Đây, vào đây. Vào đây. Vào đây. Ok. Mọi người quên mất là cái đường giống á, nó được tạo từ hai điểm bất kỳ. Ví dụ như cái đường giống lúc nãy từ điểm này và điểm này. Vậy bây giờ mình có thể chọn điểm này thay vì cái đường giống được không? Đó. Mình không vẽ ra cái đường giống nhưng mà mình lấy hai điểm này là bằng cái đường giống lúc nãy nè. Đây. Thì mọi người qua feature, chọn edge cut. Trong ô này mọi người chọn cho em điểm này. Điểm này nha. Đó. Điểm này. Delete delete đây. Chọn điểm này trước không được thì chọn điểm này trước. Rồi, chọn quay lại điểm này. Đó. Thì nó không được nha. Nó không được đâu. Để được á thì mọi người phải làm như thế này. Đây, sau khi vẽ sketch này rồi. Đó, mọi người ok sketch đi. Đó. Tốt sketch đây nha. Rồi mọi người click vào sketch này để nó sáng lên. Sáng màu xanh này, khi mà click vào nó sáng màu xanh, với lại là cái nền của sketch này nó màu xanh đậm này. Đó. Và edge cut. Sau đó người chọn cho em hai điểm. Điểm này và điểm này. Đó. Bây giờ nó mới được nha. Tại vì lúc nãy cái sketch mình nó còn kiểu như là mình gọi dân dã là sketch nó còn sống á. Nên là mình không có thao tác được. Khi mà mình ok sketch rồi mình mới thao tác được nha. Đây, cái này chọn là true on. Đó. Thấy chưa? Rồi, chỗ này lấy ra lúc nãy nó có một cái sketch này rồi mới tới khối edge cut. Nhưng mà bây giờ là không còn sketch cái đường thẳng này nữa. Đó. Ok chưa? Thấy chưa? Không cần sketch vẫn được luôn nha. À, tùy vào trường hợp mình có thể vận dụng. Rồi còn thêm một bài nữa nè, ở dưới đây bài này chắc 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 là làm được chứ gì, bài này làm được chưa, có ai chưa làm bài này không, hoặc là có ai làm mà bị vướng không? Mình trong cái solid work thì vẽ ra được là một chuyện. Còn mình nghĩ làm sao để mình vẽ cho nó ngắn gọn nhất, nó dễ sửa, dễ chỉnh sửa nhất mới mới là hay. Đó. Ví dụ như cũng vẽ ra cái hình này nhưng mà phía bên này, phía bên cái thanh design này có nhiều người vẽ 4 năm cái feature. Nhưng mà bây giờ mình càng rút ngắn lại là càng tốt. Đó. Như thế. Mọi người vẽ được rồi thì mọi người tìm cách để mà rút lại. Cái bài số 16 này có ai không làm được không? Tại vì hôm 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 qua em thấy là anh Tài làm ok đó. Ví dụ như bài này đây, có ai làm được không? Anh Toàn làm được bài nào không anh Toàn? Ok hả?
làm rồi thực hiện bao nhiêu cái feature mới ra được cái khối này, đùng cái khối này lên rồi cách cách bao nhiêu lần. Cắt tùm lum hả? Rồi các bạn này thì nếu mà em không hướng dẫn chắc mọi người làm cũng được, nhưng mà mọi người cắt nó tùm lum hết đó. Đối với các bạn này thì chỉ cần hai cái feature thôi, một cái là insert bot và một cái insert cut thôi là ok đó. Cách ngắn nhất là như thế. Còn có thể mọi người có thể làm 3 bước 4 bước thì tùy mọi người, nhưng mà bây giờ em hướng dẫn bài này luôn cho nó nhanh nha. Mọi người làm những bài còn lại ok không? Làm bài này luôn nha. Rồi thì đầu tiên mình tắt cái này đây cho nó nhẹ máy, tạo cái file mới trên mặt top, chọn sketch mấy một cái chữ nhật, thì máy trong mấy cái bài này lúc nào đầu tiên vô cũng vẽ cái hình chữ nhật hết trơn đó. Kích thước là 50 x 40, rồi mình đùng khối lên là cao là 40 đây. Feature insert bot cao 40 nha. Rồi bây giờ mọi người thấy là chỗ này nó cắt xéo này, có thể là nhiều người sẽ làm là cắt 2 lần, một lần là cái khối chỗ này đây, khối với cái mặt này, một lần là khối mặt này đó, có thể là vậy. Đây là cái hình chiếu bằng của nó này, đây khối này xuống ngay chỗ cái góc này luôn. Cái điểm này nằm là trung điểm của cái cạnh này nha, trung điểm của cái chiều cao 40 á đó. Bây giờ em sẽ vẽ cái sketch này đây, vẽ sketch này rồi em sẽ cắt luôn. Trên mặt này chọn sketch nha, đưa về nhìn vuông góc rồi vẽ một cái sketch đây, quay lại đây, quay qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ ghi kích thước từ đây đến đây là 40, từ đây là 30, ok. Bắt đầu vẽ lại vẽ vẽ tiếp theo nha, thì mình ghi kích thước đỉnh này xuống cạnh này là 20, đỉnh này cạnh này là 20, hoặc là mình có thể kéo cạnh này ra 20 đó. Trên này là 30. Rồi cái chỗ này bây giờ mình sẽ cắt ra sao với sử dụng một cái sketch này như cái bài này, cắt xéo xuống đây, chắc chắn cái đường dẫn là từ từ điểm này đến điểm này rồi, nhưng mà bây giờ mình không có vẽ cái đường dẫn lúc nãy, tại vì cái đường dẫn nó nằm trên mặt này đó, một mặt, nên là mình có thể chọn bây giờ đường dẫn nó nằm từ điểm này đến cái điểm chỗ này, trong điểm cạnh này mình quét được không đó, hay là mình phải sử dụng lệnh void và mình chấm vô cái điểm này một điểm rồi mình kéo xuống mình giống đó. Thì nếu mà ai không biết thì chắc chắn là người ta sẽ làm là chấm cái điểm void chỗ này, xong rồi cách với đường dẫn là 2 điểm từ điểm này đến điểm này đó, y như cái bài kia. Nhưng bây giờ không cần luôn, mọi người chọn qua feature chọn chất cách, à, trước khi insert cut thì mọi người thoát cái sketch này ra nha, thoát sketch này ra chứ không 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 có làm sketch xấu nha. Đây rồi insert cut, ui đây insert cut nha. Rồi bây giờ mọi người sẽ chọn cái đường dẫn,
Mọi người chọn cho em điểm này. Thứ nhất. Và điểm thứ hai mọi người rơi vào đây. Rơi vào đây nó không hiện lên cái trung điểm này, không hiện nha. Mọi người để cạnh này sáng màu cam lên, cái trục phải. Cái trục phải nha. Chọn cho em là Select Midpoint, là chọn trung điểm á. Trung điểm nha. Đó, Select Midpoint thì nó sẽ back cho mình là cái trung điểm cạnh này. Rồi, thì mọi người chỉ còn là chọn chế độ True On thì nó sẽ qua hết thôi. Đó, ok. Được chưa? Nó sẽ như thế này. Có thêm một cái nữa là mình back Select Midpoint. Đó. Nó có nhiều cái hay lắm. Trong quá trình học thì em sẽ nói. Tại vì khi làm bài tập thì mình mới mới rút ra được nhiều cái chứ. Giảng thì mọi người sẽ không hiểu được. Ví dụ trong giảng phần lý thuyết thì em đâu thể nói cái phần đó đâu. Nên là trong quá trình làm bài tập thì mọi người sẽ rút ra được nhiều cái skill hay lắm. Ok nha. Rồi về nhà những bài cắt xéo giờ mình làm tuốt luôn. Không có sợ gì nữa đó. Một hai lệnh là cắt được hết. Đây, những bài này đơn giản. Rồi ok. Thì về nhà mọi người tiếp tục làm bài tập phần đó. Rồi còn hôm nay bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp theo một cái lệnh nữa. Đó là cái lệnh Reborn, Reborn Boss Bay. Đây. Reborn này. Và mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo mặt phẳng trong Solid. Tạo một cái mặt phẳng để mình có thể làm nhiều thứ. Tí nữa là trong quá trình giảng lý thuyết thì em sẽ kết hợp bài tập cho mọi người sẽ hiểu thôi. Bây giờ vào lệnh Reborn nha. Mọi người tải cái file lúc nãy về hết chưa? Tải file bài 6 này, buổi 6 này. Đó, trong đó nó sẽ có cái phần phần đài buổi 6 này, nó sẽ có phần bài tập Reborn. Đây. Những cái chi tiết này là những cái chi tiết Reborn này. Chỗ này cũng có luôn. Đó. Rồi. Và Reborn rồi tới tạo mặt phẳng này, bài tập tạo mặt phẳng. Đây. Cái này nó không hiện lên nhưng mà tí nữa trong quá trình làm bài tập thì em sẽ hướng dẫn luôn cho mọi người. Bây giờ mình học Reborn nha. Đó thì Reborn là mọi người thấy cái ký hiệu nó này. Đây ký hiệu nó là có một cái đường thẳng là cái tâm sau một cái này xoay á, kiểu như nó xoay quanh cái tâm đó. Đó gọi là Reborn. Ví dụ như một bài tập đây, em sẽ ví dụ một bài tập cho mọi người. Cái này Reborn đây, ví dụ như làm cái này vậy đó nha. Thì đối với cái chi tiết này nó có đối xứng này, hai bên này giống nhau này, với lại là nó tròn này, nên là mình có thể thực hiện là Reborn nha. Để reward thì mình chỉ cần vẽ cái bi dạng như thế này. Đó, bi dạng này. Xong rồi mình cho nó xoay quanh cái tâm. Tâm này, xoay quanh cái tâm ngang này. Đó. Thì nó sẽ ra được một khối như như thế này. Trong khi mình vẽ thì mình không cần vẽ những cái đường như thế này ra, đường giống thẳng như này, từ đây giống vào đây, đó, từ đây giống vào đây, không cần. Mình chỉ cần vẽ cái đường view bên ngoài này. Đó. Thì nó sẽ tự động nó reborn cho mình và nó làm đặt đặt ở trong luôn cho mình luôn. Còn cái trường hợp mà làm rỗng bên trong thì trong quá trình học em nói luôn. Đầu tiên bây giờ em sẽ hướng dẫn cái bài này, hướng dẫn bài này nha. Rồi em sẽ nói luôn một số option trong cái lệnh reborn luôn. Rồi mọi người tắt cái file này, tạo một file mới đó. Trên mặt front mọi người chọn sketch nha. Rồi chọn lên line. Vẽ cái biên dạng này. Đó, biên dạng này. Chọn lên line nha. Rồi qua đây.
xuống đây qua lên. Rồi mọi người giống cho nó ngang hàng với cái đường này luôn nha. Đó, đưa lên cho nên là cái dấu chấm chấm mọi người tiếp vào. Rồi bây giờ cái kích thước, kích thước nha, đầu này là phi 20, 20 nha, thì chỗ này là 10. Đó. Rồi chỗ này cũng là phi 20 luôn đây, nên là mình sẽ ràng buộc cho hai đường này mắc collinear. Đó, sau khi mình mắc collinear á thì nó sẽ có một cái đường để cài đặt ngang qua đây. Đó. Rồi bây giờ mình mắc luôn hai cái đường này luôn, mắc collinear luôn. Đó, thì cái hình mình nó sẽ như thế. Rồi tiếp tục chỗ này là phi 60 đây, phi 60 với nha, đưa vào đây, chỗ này là 30. Tại vì à hôm bữa anh Hải mắc cái chỗ này, này là hôm bữa anh Hải là có thể là anh Hải kéo kéo ghi kích thước qua cái tầm tọa độ, nên là nó không đưa qua bên kia là phi 60. Nếu muốn đưa phi 60 thì chuyển cái đường này về centerline nha, chuyển đường này về centerline thì mới ghi 60. Ví dụ như đây, à đúng rồi đó. Rồi bây giờ ví dụ như mình vẽ thêm một đường centerline nữa đây, đây vào đây đó. Thì bây giờ mình bác nó khác nè, xóa cái 30 này nha, rồi mình ghi lại đây, nó đang 30. Ví dụ mình kéo ở đây là nó sẽ cho mình ghi 60 đó, ok nha. Rồi còn hôm bữa anh Hải là có thể là anh bắt anh này với cái góc tọa độ thì nó sẽ không có cho mình ghi 60, tại vì góc tọa độ là một điểm mà đó. Nó bắt khoảng cách từ điểm này đến cái đường này, nên là mọi người chú ý nha, những cái đường centerline là mới đưa qua thẳng bên kia được thôi. Đó. Đây, ví dụ mình lấy đường centerline này mình ghi 60. Rồi. Chỗ này là phi 100. Đây, kéo vào đường centerline luôn. 100 nha. Rồi bây giờ mình sẽ ghi kích thước chiều dài. Chiều dài tổng của cái này mình kích thước từ lớn tới nhỏ nha là 300, chiều dài tổng là 300, kéo đường lên 300. Đó, tiếp tục đoạn này vào đây là 220, đoạn này vào đến cái đoạn này là 220. Đó, rồi cái đoạn này vào đây là 180. Rồi từ đây vào đây là 120, rồi từ đây vào đây là 80. Đó, làm cho nó nhanh. Như quên rồi, 120. Rồi chỗ này 1.8 là mình cầm cái đường này kéo xuống 1.8 luôn. Đó, à, 80 chứ, nhầm, sorry, 80, ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cho nó xoay, cho cái scan này nó xoay quanh cái tầm này nha. Đó, nó xoay quanh cái này. Thử nha, qua feature chọn là Reborn, Reborn Boss Bay nha. À, thì nó sẽ bắt cho mình luôn, cho mình xoay luôn. À, thì mọi người có thấy cái hình 3D nó vàng vàng này rồi. Đó là cái hình nó sẽ ra cho mình đó. Ok thử nha. Đó, thì mình được cái hình này. Rồi.
Muốn màu thì mình tô màu vào đó. Ví dụ như mình muốn màu xanh, xanh giống như thế này, thì mọi người vào đây edit appearance này đó, mọi người nó back cho mình là cái phát pha luôn này đó, đang back cho mình luôn. Rồi, có thể là mình chọn xanh, xanh như tùy mình rồi đó, xanh này cũng được, ok đó. Rồi lưu ý này, xóa lại cái xóa xóa cái này nha, lưu ý lưu ý, quay lại cái này đây. Lưu ý là khi cái biên dạng reward của mình nó có một cái đoạn centerline làm tâm, thì khi mình thực hiện reward nó sẽ tự back cho mình, nó sẽ tự back cho mình cái lái cái đường centerline này làm tâm đây chỗ này nè. Oh, exit up revolution này đó, nó sẽ back cái đường này đó, thấy chưa, tự back luôn. Còn nếu mình không có đường centerline này thì sao, đây ví dụ như đây mình xóa cái đường centerline này đi. Đây thì chỗ này nó bị xanh tại vì lúc nãy mình ghi kích thước chỗ này, nhưng mà mọi người yên tâm không sao, để cứ để này thôi. Trong trường hợp mình muốn vẽ chính xác thì mình sửa lại, còn đây mình em chỉ hướng dẫn sơ thôi nên là không cần. Rồi chọn reward nha, đó thì nó không biết là back, nó không biết là cái tâm chỗ nào nên là mình phải chọn tâm cho nó ở ô này, exit up revolution này này đó, mình phải chọn nha, thấy chưa. Ok đó. Nếu không có đường centerline thì mình phải chọn cái đường line, còn cái centerline thì nó sẽ tự back. Rồi ví dụ như trong cái sketch của mình nó có hai đường centerline thì sao, rồi mình làm lại edit, rồi edit sketch chỗ này vẽ thêm một cái đường centerline nha đó, rồi chỗ này vẽ thêm một cái đường centerline nữa, đi lên đi thẳng lên thử xem, thử xem nó bắt cái đường này nha. Rồi mọi người qua feature chọn reward đó, nó cũng không bắt luôn, hai đường centerline thì nó cũng không bắt nha, chỉ có một đường là nó mới bắt. Rồi mình chọn đường centerline này thì nó vẽ ra như thế này, thì từ đó mình rút ra được một kết luận nha. Rồi, mở nó lên, mấy bữa nay là không 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 có cái gì để mà chú ý hết, nên là hôm nay buổi thứ sáu rồi anh đóng hỏi gì đây, nếu bỏ đường line dài 300 thêm vào đó đường centerline thì có ảnh hưởng gì đến chi tiết không, nó có ribbon được không, thì trả lời anh luôn là không nha anh, không sao hết. Đây xóa cái này đi, delete, rồi sửa cái scan này lại, ví dụ như giờ bây giờ em xóa cái này, em xóa cái đường này luôn đó, em sửa cái đường này thành centerline nha, đây centerline này, đây qua feature chọn reward, nó hỏi chỗ này là nó hỏi là tại vì cái đường này nó là nét đất nè, nên là nó muốn là nối nó lại luôn thành đường đất liền hay không, mình không muốn, mình đang muốn nó nét đất thì mình đâu đó. Thì nó vẫn reward luôn cho mình nha, chi tiết không không có ảnh hưởng gì hết đó, không ảnh hưởng gì hết nha anh. Rồi bây giờ mình ghi lại cái ghi chú tí cuối khóa mà mọi người có cần thì mọi người lấy đây xem. Thì reward sẽ tự động chọn nó làm đang xây, có một đường slide duy nhất thì reward sẽ chọn nó làm đang xây thứ hai. Là nếu không có hoặc có hai đường centerline thì phải tự chọn.
Là từ 5 giây, ok nha. Rồi. Quay trở lại. Quay trở lại cái phần reward nha. Rồi mọi người chọn edit feature cho em. Rồi xem thử trong cái reward nó có những cái option như thế nào. Đó. Cái đầu đầu tiên này, Exit of Revolution đây này. Mọi người thấy không? Là cái đường tâm xoay nha. Đó là cái đường tâm xoay. Rồi, cho phần direction 1 nè. Nó sẽ có nó cũng cũng giống giống như là cái phần vậy á, nhưng mà nó có ít hơn, ít sự lựa chọn hơn. Ví dụ như blend nè, October test nè, surface nè, offset from surface, mid blend. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì có thể hướng dẫn cho mọi người là blend với mid blend thôi. Trong quá trình làm bài tập thì nếu mà có gạch thì em sẽ hướng dẫn mọi người. Còn chỗ này, góc này là cái góc xoay của chi tiết mình. Ví dụ như mình muốn nó xoay 360 thì đây, nó hiện giờ nó đang xoay 360 này. Còn ví dụ mình muốn nó xoay 180 thử. Đó. Thì cái khối của mình nó chỉ có một nửa thôi. Mọi người có thấy bên trong nó bị rộng không? Biết sao rộng không? Tại vì chỗ này này nó đang back cho mình thêm feature này, mời lên này. Đó, em sẽ bé lại nhé. Bây giờ nó đang bị rộng rồi, delete thử. Rồi delete. Rồi, tại vì mình để cái đường này center line này nên là nó lấy cho mình là cái sketch hở, nên nó tự chọn thêm feature cho mình luôn. Nên mình nếu mà mình muốn nó đặt ở trong á thì mình bỏ cái ô thêm feature đi. Nó hỏi cái gì mình ok, mình yes. Đó. Nó hỏi chắc là nó hỏi là có muốn bỏ cái thêm feature không á. Nên mình yes thì nó sẽ quay trở lại khối đặt nha. Đó, khối đặt như thế này. Đây. Tí nữa mọi người sẽ thấy đây, ví dụ như mình trong 180 đó thì bây giờ nó sẽ đẹp này, nó không có rỗng như lúc nãy này đó, không rỗng nha. Rồi có thể là mình cho là 90 đó, 90 nó xây. Mọi người thấy cái mũi tên không? Ví dụ như mình không muốn xây, nó xây từ đây lên đây, mình không muốn, mình muốn đổi chiều lại thì đây đây thì nó sẽ xoay từ dưới này xoay qua đây đó, nó xoay có thể là xoay hai bên luôn. Mọi người có thể chọn là mid plane đó, thì cái hình của mình nó sẽ xoay mỗi bên là 45 cộng lại là 90, hoặc có thể là bỏ chế độ mid plane chọn là blend và tích vào ô direction 2 này, một bên quay 90 một bên có thể quay là 15 độ đây mọi người đó, 15 độ. Đó, mọi người thấy không? Qua đây là 15 này, đây qua đây là 90 độ này. Đó. Rồi. Qua cái phần theme feature nha. Ví dụ như mình tích vào theme feature. Tích vào theme feature nha. Rồi nó sẽ back cho mình. Kích thước là 10. Ví dụ như bây giờ mình không muốn, mình muốn là 5 đây. Em nha, thử xem nó có ok không. Đó, không. Giống như trong e-trade là khi mình đã thực hiện cái reward đạt rồi thì mình sẽ không thực hiện được thêm feature. Mình muốn thực hiện thêm feature thì mình phải tắt tắt đây và mình lấy lại scan này. Đó. Qua reward thêm feature. À, hình như là thêm feature là cái chỗ này, cái sketch của mình nó liền là không được nha, nó liền không được nha mọi người. Đưa về centerline đó, đưa về centerline đi. Rồi qua feature chọn ribbon no, đây nó sẽ back thêm feature cho mình đây.
Đó. Đó, nó bắt cho mình là 5 ly nè. Ví dụ như mình cho 2 ly thử. Ok nha. Rồi mình sẽ cắt ra xem nó như thế nào. Đây. Đó, mọi người thấy nó rỗng bên trong chưa? Đây. Chiều dày của nó là 2 ly nè, nó rỗng bên trong nha. Đó. Đối với cái phần insert á, bên thêm feature nó có một cái option là tạo cái fillet chỗ này nè, tạo fillet mấy cái chân này nè, nhưng mà reborn thì không có nha mọi người, reborn thì không có phần đó, không có tạo fillet này đó. Nếu mình muốn fillet thì mình phải tự sử dụng cái kia thôi, tự sử dụng lại fillet thôi, sử dụng fillet cái máy chân này ha. Là mọi người sửa cái sketch này lại, edit sketch này, rồi mọi người cho fillet chỗ này đây, ví dụ như cho fillet nó ra một đây, ra hai đi, ra hai đi. Đây ngồi cho fillet ra hai xem thử nó như thế nào. Ok ok thử đó thì nó sẽ fillet cho mình này. Đây đó, mình muốn fillet nó sẽ fillet cho mình đó, đây đây đó, như thế. Chứ nó không có một cái option mà chọn xong mình chọn tích vào là nó fillet hết tất cả những cái chân nha, không có đâu, khác, nó khác với chết chỗ đó. Rồi tiếp tục bài khác, ví dụ như bài này, bài này mọi người đoán thử là vẽ biên dạng như thế nào thì mình xoay nó ra cái hình này nó bị lõm, nó bị khoét nha, chứ không phải là đạt đâu, cái chỗ này đó. Thì mọi người về nhà, mọi người về nhà tự làm cái bài này nha. Đó bài này cũng vậy này, đó chỗ này nó khoét cái lỗ này đó, trong hình này có hình để mình luôn đó, mọi người về mò thử để khoét cái lỗ này, chỉ sử dụng là reborn thôi nha, chứ không phải là sử dụng cái cách đâu, reborn thôi sẽ khoét được cái lỗ này đó. Thì những bài này về nhà mọi người tự làm. Còn mấy bài nữa đây này, quá trời đây này đó, trong này cũng có này, hình kiểu vô lăng đây, hình kiểu vô lăng này đây. Hay là giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái bài này luôn, rồi về nhà mọi người làm mấy cái bài còn lại, mấy bài như thế này đó. Bên này cũng có một bài nữa này, bên này là cái giống như cái con ôm nước đó, xoay lại đây đây, hình ở đây cái chỗ này nè, cái số nó nhỏ như thế này là mọi người sử dụng hệ in giùm em nha, chứ không phải là hệ mm đâu, nếu mm thì nó quá là nhỏ luôn, nên là nếu mà vẽ bài này thì mọi người chuyển qua hệ in cách là ở dưới màn hình, dưới màn hình này nè nó có cái chỗ để đổi đơn vị nè, ví dụ như mình muốn vẽ in thì mình chuyển qua đây, rồi mình bắt đầu mình vẽ hệ in, vẽ theo kích thước là mình đo theo hệ in đó, nhưng mà trong cái bài này thì mình vẽ mm rồi nên là để đây MGS là mm, còn in là IPS đó. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người vẽ cái bài cái vô lăng này nha. Đó, cái vô lăng này thì vẽ làm sao? Reward như thế nào? Đây cái bản vẽ của nó như thế này đó, đây là hình chiếu chiếu đứng này, hình chiếu cạnh này, đây là cái phần hình cắt của cái phần tâm này đó. Thì bài này mình cũng sử dụng là reborn luôn nha mọi người, reborn nha,
Mình vuông cái vòng này với lại là cái này, đây cái bàn này đó. Rồi mấy cái này thì mình ít chết rồi, mình cắt chỗ này đó. Bây giờ em sẽ vẽ luôn, tắt cái file này đây, không xây rồi mở file mới nha. Trên mặt front chọn sketch đi, xem hình như thế nào. Đây ví dụ như mình để mình muốn reborn thì mình xem cái hình chiếu cạnh của nó này, chỗ này vẽ một khối chỗ này với chỗ này, một đường tròn này, xong xong mình xoay quanh cái tâm. Rồi vẽ cái tâm về chỗ này, rồi một hình chữ nhật. Đâu vào đây. Rồi một hình tròn nữa. Đây. À. Rồi một trang hình chữ nhật này nó cái tâm điểm cạnh này ngang hàng với cái góc tọa độ đi. Nó dễ. Rồi là ghi kích thước luôn cho nó. Chiều cao là 1.75. 1.75. Đổi về hệ in nha. Đổi về hệ in. Rồi, sau khi đổi về hiện thì mình ghi kích thước. Đầu tiên phải đổi đơn vị trước, mình ghi 15. Rồi chỗ này bao nhiêu? Chỗ này là phi 1.5 này. Cái đường từ từ cái đường nhỏ nhỏ này. Này, và cái tâm là 1.5 chia 2 á, là phi phi 1.5 á. Bây giờ bán kính là 1.5 chia 2. Hoặc là mình có thể ghi là từ đây qua đây. 1.5. Đó. Rồi. Phi ngoài bao nhiêu? Phi ngoài này là 3, phi 3 này. Đó. Này phi 3. Rồi xong. Xong cái phần này rồi. Bây giờ mình vẽ cái biên dạng của cái này rồi. Nó là một cái biên dạng hình tròn xong nó xoay á. Mọi người vẽ cho em một cái hình tròn. Rồi này. Rồi ràng buộc cho nó ngang ngang hàng với cái góc rồi luôn. Rồi cái kích thước cho nó phi bao nhiêu? Phi 1. 1 nha. Rồi, khoảng cách. Xem thử. Phi này, phi đường nét đất này này là phi 10 này, thì tâm từ tâm qua đây là 5. Thì mọi người kích thước em là từ đây. Bên này. 5 nha. Đó. Rồi mọi người tiến hành thực hiện là reborn. Feature Reborn nha. Đó. Có cái hình của mình, cái sketch của mình có một cái đường satellite thì nó sẽ tự bắt cho mình luôn. Reborn nha. Đó. Được cái viền bên ngoài với cái lõi này. Bây giờ còn năm cái thanh này sao? Em thanh này như thế nào? Năm cái thanh này thì mình sẽ chọn một cái mặt thẳng mình vẽ, nó cũng là biên dạng tròn luôn á. Đây, tại vì cái này hình chiếu nên mình nhìn cảm giác hình nó méo méo, nhưng mà cái thanh này nó hình tròn luôn à. Đó, trên này mình nhìn nè, nó hình tròn luôn á, nên hình tròn cái phi của nó là 0.75 mà. Nên là bây giờ mình sẽ chọn một cái mặt phẳng để mình vẽ cái hình tròn đó. Ví dụ không chọn mặt phẳng lên đây, cái mặt nào đi qua tâm cũng được luôn. Bạn nào đi tao đi qua tâm, nhưng mà nó vuông góc với cái cạnh này nha, vuông góc với cái phần đường tròn này này, cái hình vành khăn này này, chứ chọn mặt mặt tốt là không được nha. Mặt tốt nó nằm ngang như thế này không được nha. Right cũng được, front cũng được luôn đó. Mình chọn mặt front này, sketch. Rồi bây giờ vẽ một cái đường tròn này ngay tâm luôn cũng được nữa, ngay tâm luôn đó. Rồi kích thước của nó là 0.75. 0.75. Ok. Rồi, mình có này, mình vẽ, mình kéo, mình có thể thấy là mình đang vẽ giữa tâm luôn này. Và bây giờ mình tiến hành insert bot nha. Feature, insert bot. Insert bot từ đâu tới đâu? Từ đâu? Từ cái mặt này. Có thể từ mặt trong này cũng được, nhưng mà đề là cho từ mặt này. Từ mặt này nha. Đó.
Nên là chỗ này số from xuống, mọi người chọn cho em là surface đó, thì mình bắt đầu mình chọn cái mặt đúng đây, thì nó sẽ là bắt đầu từ này, nó insert cho bên này, hoặc là đảo chiều lại cũng được luôn, đảo lại đó, biết chưa, tới đâu tới là cái hình bàn khăn này mình cũng chọn luôn là full surface, rồi mình chọn hình này đó như thế, thì nó sẽ bắt cho mình là từ từ cái mặt này, cái mặt này luôn đó, nó bo theo cái mặt này luôn này, chứ nó không phải là insert ra một cái có nó thẳng đâu nha, nó bo luôn cho mình luôn. Ok thử đó, rồi bây giờ mình làm sao nữa, nó có một cái rồi, bây giờ mình vẽ thêm bốn cái nữa hay là sao, nó có nên vẽ thêm bốn cái nữa không, hay là có một cái lệnh nào đó mà mình có thể làm tắt được luôn. Mọi người có nhớ là cái lệnh xoay không, circular pattern á, bên bên sketch này này, đây này, số mũi tên này không có này, bên này nó không có này, bây giờ đến đến lúc mình sử dụng cái lệnh này rồi, circular pattern này đó, mọi người tích vào đây nha. Rồi cái ô đầu tiên trong 2D, ô đầu tiên là nó sẽ là cái tâm xoay, nhưng đối với 3D thì nó sẽ chọn một cái đường tròn, một cái đường tròn nào đó sẽ làm cái tâm xoay. Ví dụ như mình có thể chọn cái đường tròn này, chọn cái đường tròn này đó, tùy mình chọn đường này đó. Rồi chỗ này feature and face này, chỗ feature and face này, tích vào câu này nha. Feature của mình là cái gì, feature của mình là cái này, cái mà vừa chatbot lên á, có thể mọi người chọn trực tiếp vào đây, mọi người thấy nó có những cái đường màu vàng không, là nó hiện lên cho mình thấy đúng không á, tại vì chỗ này nó ghi của mình ghi là 50 này, số lượng là 50 này, đề bài của mình là bao nhiêu, đề bài của mình là 5 cái thôi, nên là mình đổi lại 5 thôi, 5 chứ không phải 50 nha, đổi 5 cái thôi đó, thì nó sẽ hiện lên cho mình. Ví dụ như mọi người không thích chọn trực tiếp cái này, nếu nếu mà trong cái trường hợp mà mình có thể là mình khoét cái chỗ này, hoặc là mình làm cái gì đó nhiều cái feature nằm trên cái thanh này, mình chọn cái như thế này á nó không đủ nha, mình phải chọn từng cái feature. Ví dụ như mình khoét một cái lỗ này thì mình phải chọn là cái mặt bị khoét đó, thì nó mới back hết, hoặc có thể là delete cái này đi, mình sổ cái mũi tên này xuống chỗ này này, đây chỗ mũi tên này, phát bốn này, cái tên của cái chi tiết của mình là phát bốn, tại vì mình chưa có đặt tên đó nên là nó mặc định lên cho mình là phát bốn luôn, sổ cái mũi tên xuống, đây, sổ mũi tên xuống này đó, cái mình coi thử cái feature nào mình cần reward, mình cần circular pattern nha, đây cái vừa rồi là insert này đó, nếu có insert cách hoặc là cái gì đó thì mình cứ chọn bình thường, chọn tất cả những cái mà mình cần revolve nó, mình cần xoay nó đó. Rồi xoay 5 cái, góc là 360, ok xem đó. Rồi ok nha, còn chỗ này nữa, chỗ này là cái then này mình khoét như thế nào, cái then này chú ý là không phải là mình muốn khoét chỗ nào cũng khoét cũng được đâu, tại vì cái then này nó nằm giữa hai cái khối này, chứ không 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 có được nằm chỗ này nha, không nằm chỗ này đâu, và mình phải bị đúng, ví dụ như mình chọn giữa hai khối nào cũng được, nhưng mà phải nằm giữa nha, không phải nằm ngay chỗ này đâu đó. Thì ví dụ như bây giờ trên mặt này chọn sketch 3.8 đối với hướng nhìn vuông góc, thì mình chọn giữa này cũng được nè, đây giữa này đó, vẽ một cái hình chữ nhật đây. Rồi mình đưa vào cái đường tròn này, mình bắt bắt điểm điểm trên cùng á, điểm đặc biệt đó. Đó rồi mình coi thử kích thước bao nhiêu, kích thước ngang là 0.38, 0.38 nha, đây này kích thước này, đây 0.38 đó, rồi kích thước dọc
Từ cạnh này đến cái lỗ này này là 175. Và chọn cạnh này. Rồi nhớ giữ control, nhớ giữ shift nha. Nhớ giữ shift thì nó sẽ back qua này. Đó, là 175. Là 175 chứ. Đó. Rồi bây giờ mình ràng buộc tại màn hình mình nó chưa xanh này, mình ràng buộc cái nào. Game này. Cái góc đó. Nó thẳng hàng lên đó thì nó sẽ đen lại. Rồi, mình tiến hành edit cut thôi. True on. Rồi, kéo hình ra nhìn thử. Đó, true on. Ok. Thì nó sẽ ra hình cái vô lăng cho mình luôn. Đó, tại vì cái bài này là nó bắt buộc cần phải sử dụng edit cut thì mình mới sử dụng nha. Trên đối với những cái bài này, như bài lúc nãy này. Một lệnh reward là ra. Nên là mọi người đừng có sử dụng cái chất nha. Đó, những bài này cũng vậy luôn. Có cái then tùy trường tùy cái bài mà có then là mọi người mới sử dụng là chất cách thôi. Đây. Cái bài này đơn giản, reward thôi. Reward thôi nha. Bài này reward thôi. Không sử dụng cái chất cách nè. Đó. Rồi, đó là xong cái là reward đó. Mọi người có cần thao tác thử trên máy của mình đi. Có thời gian mọi người cứ thao tác đi. Làm thử trên máy của mình. Rồi ok, vậy em qua phần mới nha. Rồi cái phần mới của mình là phần tạo mặt phẳng trong Solid. Đây. Rồi, em thoát ra cái file này nha. Rồi tạo một file mới. New part. Ví dụ như em mở một cái file nào đó, mở file nào của bài tập mọi người làm rồi đây, với bài tập của anh đóng này, chỗ anh đóng có làm bài nào ta, bài này sẽ dễ dãn được cái phần này, đây lấy bài này đi, bắt phải đi. Rồi ok, lát về tiếp. Tại vì mọi người mới vẽ nên là chưa chưa có lành tay á. Cứ vẽ lâu là mọi chuyện ok hết thôi. Rồi, lát cái file này em làm mẫu nha. Ví dụ, coi thử cái file này anh đóng cách làm sao. Cái file này là file của anh đóng vẽ này nha, chứ em không biết đâu á. Rồi thì để tạo một cái mặt phẳng trong Solid ngoài cái mặt front top right này này đó, thì mình có thể tạo được nhiều cái mặt khác đó, ba mặt này, ba mặt này thì có thể tạo nhiều mặt khác nha. Mọi người vào vào cái feature á, chọn là reference geometry này, sổ này xuống là plane này, plane là mặt phẳng này đó, mọi người có thể chọn vào plane rồi nó sẽ hiện ra cho mình ba cái ô, ba màu hồng, màu tím, màu xanh này. Đó, ba cái này là những cái tiêu chuẩn để mình chọn cái mặt phẳng á. Nó có rất là nhiều mặt phẳng, có rất là nhiều cách tạo ra mặt phẳng luôn. Thì ở trong cái hình học không gian á, nó có bao nhiêu cách mặt phẳng thì ở trong Solid nó có bấy nhiêu. Ví dụ như một cách đơn giản á, thì mọi người thấy chỗ này nha. Chỗ này có cái select reference and constraint này, nó là cái nền màu vàng nha. Ví dụ như khi mình chọn được cái mặt phẳng rồi, mặt phẳng đúng á, thì nó sẽ hiện lên màu xanh cho mình, là chứng tỏ là mình đã chọn đúng cái mặt phẳng nha. Ok nha. Đó, bây giờ em sẽ tạo một cái mặt phẳng bất kỳ. Ví dụ thấy cái mặt này chưa, mặt này nha. Đây, em sẽ tạo một cái mặt phẳng song song với cái mặt này. Thì mình làm như thế nào? Câu đầu tiên này, nó cho mình nó hiện đang đang xanh ở câu đầu tiên này, mình tích vào ô này thì nó sẽ bắt cho mình là cái mặt phẳng song song với cái mặt này mình đã chọn này.
Khi mình chọn đúng cái mặt phẳng rồi, đấy là cái mặt phẳng này nó được xác định rồi á, thì nó sẽ hiện lên cho mình cái nền màu xanh và cái chữ là fully defined đó, là ok đó, mình có thể tạo được cái mặt phẳng này rồi. Ví dụ như mình muốn nó có khoảng cách, nó cách cái mặt này bao nhiêu thì mình nhập vào đây. Đây mọi người thấy cái khoảng cách chưa, offset distance này, đây giờ mình lên cho mọi người thấy này, đây thấy chưa, khoảng cách này, đây là góc này, đây là giao tuyến này, đây là vuông góc này, nhưng mà bây giờ là khoảng cách nha, xem xong khoảng cách đó, khoảng cách ví dụ như mình cho là 20 thử đó, thì nó giờ ra 20 nha. Còn mình không muốn nó ra bên ngoài này, mình muốn nó vào bên trong, ví dụ như xong xong nhưng mà cách cái mặt này 20 đi vào trong thì sao, mình chọn là flip offset, flip offset nha, đó thì nó sẽ đi vào trong 20 luôn, cách mặt này vào đây 20 đó, không muốn này đưa ra ngoài. Rồi còn cái chỗ này mình đưa vào đây á, thay chữ là number of plane là số lượng mặt á, nó đang ở số 1 này, ví dụ như mình cho nó ba mặt thử đó, ba mặt thì nó sẽ tạo cho mình ba cái mặt phẳng luôn. Đây muốn hai thì mình điều vào hai đó, với điều kiện gì nó tạo mặt phẳng của mình, nó sẽ có điều kiện là khoảng cách từ mặt này đến mặt này là 20, khoảng cách từ mặt này đến mặt này là 20 luôn đó, cách mỗi mặt cách nhau 20 đó, thứ tự vậy. Vì mình muốn ba bốn mặt thì mình nhân lên thôi đó. Rồi mình tạo một mặt thôi, một mặt nha, ok thử đó, thì nó sẽ tạo cho mình một mặt phẳng. Ví dụ giờ mình muốn không muốn vẽ trên mặt này thì mình vẽ trên mặt nhưng mà lên một này đúng không, thì mình tiếp vào đây chọn sketch y như một cái mặt phẳng bình thường thôi đó, thì rồi mình cạnh trong tám đưa về như một góc rồi mình vẽ cái gì vào đó, hình chữ nhật hay gì đó đều được nha. Đó rồi mình muốn sau khi mình vẽ mình đùn khối rồi, mình muốn ẩn cái mặt phẳng này đi, thì mình chỉ cần tích vào cái mặt phẳng này, ví dụ như mọi người tích vào cái khoảng trống này nha, đừng chứ mọi người đừng có đưa vào chỗ này, chỗ cái chi tiết của mình tích vào đây thì nó không có nha, là nó mặt nó chọn cho mình là cái chi tiết á, mọi người tích vào cái khoảng trống này này đó, chọn là hai hoặc là mọi người hiện lên lại, rồi mọi người vào đây lên màu này ở cái cây design tree á, mọi người tích vào, mọi người chọn hai đó thì nó sẽ ẩn đi. Còn khi mà mình muốn thao tác lại thì mình nhận lên rồi mình vẽ tiếp đó. Không muốn thì mình ẩn đi, đó là cách tạo mặt phẳng song song với một mặt phẳng. Rồi tiếp theo tạo một cái mặt phẳng đi qua một cạnh và hợp hợp với cái mặt phẳng đó một góc bao nhiêu, ví dụ như trong cái trường hợp này có một cái bài tập mà em sẽ nói. Ủa mất rồi, mặt phẳng này ví dụ như cái bài này đây, thì đây là cái mặt ngang này, mặt top này, xong xong mặt top này mình tạo cái mặt phẳng nghiêng như thế này, em zoom lên nha, đó nó hơi mờ mọi người chịu khó nhìn nha, đây tạo cái mặt phẳng nghiêng này đó, với một góc hợp với cái phương ngang này này, một góc nó 160 độ, tại vì phương ngang này là 180 độ này, cái mặt này nó hợp với cái phương ngang ngược lại, một góc 160 thì cái góc nhỏ này là góc 20 độ nha, 180 trừ 160 là 20 đó, thì cái mặt này nó tạo như thế nào, nó sẽ đi qua cái đường thẳng này, đi qua cái đường thẳng này đây, và nó tạo với cái mặt này, tạo với mặt dưới này một góc là 20 độ. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo luôn và solid lại và đây nha. Rồi ví dụ như giờ mình muốn tạo một cái mặt phẳng đi qua cái đường này và xem và hợp với cái mặt này một góc 50 độ hoặc là 45 độ gì đó, thì vào đây chọn plane ở trên, mọi người chọn cái đường thẳng đó, rồi nó sẽ bắt cho mình là đi qua cái đường thẳng này. Khi mà mọi người chọn mà cái ô trên này nó vẫn có màu vàng là chưa được nha, chưa cái mặt phẳng nó chưa xác định được,
Khi nào màu xanh có chữ fully defined là mới xác định được nha. Rồi, back to all trước. Là second này, second reference này. Là mọi người chọn cái mặt này. Và mặc định của nó sẽ chọn cho mình là vuông góc với cái mặt này. Đi qua cái đường này và vuông góc mặt này. Mình không muốn vuông góc, mình muốn hợp với nó một góc bao nhiêu. Thì tích vào đây. Chọn cái angle này này, đó, tích vào nha. Đổi góc lại, ví dụ như hợp với nó một góc 30 độ, enter. Đó thì nó sẽ tạo ra cho mình cái góc này. Bản. Đi qua cái đường này và tạo với cái mặt dưới này một góc 30 độ. Mình không muốn nó offset thôi. Lấy offset đó thì nó đi xuống dưới. Tương tự như cái trên. Tương tự như cái phần tạo mặt phẳng song song nha. Thì chỗ này nó có cái số lượng này. Mọi người nghĩ là nếu mà mình nhân 2 lên thì nó như thế nào? Nhân 3 lên nó như thế nào? Nó như lúc nãy hả? Nó đưa lên đây. Khoảng cách đưa lên đây khoảng cách hả? Không phải nha. Nó sẽ ví dụ như lúc nãy là mình đang lấy đối tượng là khoảng cách, bây giờ là góc này, thì nó sẽ xoay nha, xoay quanh cái đường này. Ví dụ như mình chọn là ba, thì nó sẽ xoay quanh cái đường này và cứ mỗi mặt phẳng nó cách nhau là 30 độ đó, cách nhau 30 độ, ok nha, đó cách nhau 30 độ. Rồi đó là cách thứ hai mình tạo mặt phẳng, đi qua đường thẳng và tạo với mặt phẳng khác một góc bao nhiêu độ đó. Bây giờ mình ẩn đi, ở đây để mình tạo mặt phẳng khác. Hai. Rồi thứ ba là mình sẽ tạo một cái mặt phẳng nó nằm giữa hai cái mặt phẳng song song. Ví dụ như hai mặt này, mặt đây nha, đây mặt này song song, và mình sẽ tạo cái mặt phẳng để cho nó nằm giữa. Trong trường hợp này thì nó hơi khó nói, để vẽ thêm một hình chữ nhật nữa chỗ này. Đó. Rồi natural đây, ví dụ như đây mình muốn tạo mặt phẳng nằm giữa hai mặt này thì như thế nào. Nhiều khi mình muốn ví dụ cái hình mình nó đối xứng á, muốn mirror á, mình phải tạo tạo mặt phẳng ở giữa luôn, chính giữa, để mình mirror qua đó. Thì làm như thế nào, mọi người chọn len. Rồi ô thứ nhất mọi người chọn mặt này đó, thì nó mặt đại song song nha, mặt đại song song. Có thể là mọi người đo cái khoảng cách này, khoảng cách từ đây đến đây, xong mọi người điền kích thước vào. Ví dụ như từ đây đến đây nó là bao nhiêu, rồi thử từ 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 sorry cạnh này cách đo nhanh á, nhìn đây 1.76, mọi người chia 2 ra và mọi người ghi ghi cái khoảng cách đây. Ví dụ như 11 đúng không, mình chia 2 ra là 5.5 đó, thì nó nằm giữa. Nhưng mà khi mà cái khoảng cách này vô tình nó mình không muốn 11 nhưng mà mình dịch ra 13, 14 thì nó vẫn giữ, mặt phẳng này nó vẫn giữ tại đây, nên là nó không không có hay lắm, nên là mình sẽ có cách khác. Bỏ cái này đây, rồi mình qua ô thứ hai này, mình chọn chọn mặt này. Rồi lại nha, ô đầu tiên thì mình chọn mặt này đó, rồi cái ô thứ hai là mình chọn mặt đây, thì nó sẽ mặc định cho mình là nó lấy hai mặt song song này, hai mặt này song song thì nó lấy mặt ở giữa luôn, chính giữa luôn. Đây sau khi mình chọn là nó sẽ fully define cho mình này, ok, nó tạo ra mặt phẳng này. Ví dụ như mình thay đổi cái khối này thử, bây giờ để nguyên kích thước cho khỏi cái khối này nè. Kích thước của nó là 11.74. Ok. Đó, mình tạo ra cái mặt phẳng này. Bây giờ mình dịch chuyển cái kích thước này. Nó là 11 nè. Mình muốn nó qua là 20 thử. Enter. Đó, thì cái mặt phẳng mình nó sẽ di chuyển theo nha. Chứ không là một chỗ. Di chuyển theo. Nó sao cho nó cách đều hai cái mặt này. Đó. Đó là cách thứ ba để mình tạo mặt phẳng. Rồi, nặn mặt này đi.
nó tiếp một cách nữa. Cách thứ tư là mình sẽ tạo mặt phẳng cũng qua hai mặt này, cũng qua hai mặt luôn, nhưng mà bây giờ nó sẽ là cái mặt phẳng phân giác, mặt phẳng phân giác nha. Ví dụ như đây, hai mặt này, vẫn chọn là blend. Mặt thứ nhất chọn mặt này, thứ hai chọn mặt này. Đó, thì nó sẽ bắt cho mình là cái mặt phẳng phân giác. Tại vì đây là cái trường hợp đặc biệt là cái góc vuông, nên là nó bắt dễ. Còn trong cái trường hợp nếu mà nó là một góc đặc biệt, ví dụ như 70 độ hay là 60 độ gì đó, thì nó khác. Cũng không phải khác, nhưng mà kiểu như là ví dụ như cái góc này 90, trong trường hợp mình muốn thay đổi cái góc này lên lên 120 hay là 60 đó, thì cái mặt phẳng này nó sẽ di chuyển theo của mình, giống như là trong cái mặt song song này đó. Chứ nếu mà mình tạo bằng cách là góc này đi tạo giữa cái mặt này, đi qua cái đường này, tạo mặt này một góc bao nhiêu, góc góc này chia hai, thì cái chân mình thay đổi cái góc này nó không có theo nha, nó không có theo đâu đó. Thì cách cách mà muốn nó theo á thì mình phải tạo góc giữa hai mặt phẳng này đó. Đó là cách thứ tư. Rồi cách thứ năm, là mặt phẳng đi qua ba điểm, mặt phẳng đi qua ba điểm nha. Trong không gian là có mặt phẳng đi qua ba điểm nha. Đây, ví dụ như mình chọn điểm này, rồi điểm này, rồi chọn điểm này đó, thì nó sẽ tạo ra cho mình là cái một cái mặt phẳng đi qua ba cái điểm này đó. Thấy chưa, đi qua ba điểm này luôn. Hôm trước á, hôm trước mình có một cái bài tập á, đây để mở lại, hôm trước mình có một cái bài tập là đi qua ba điểm á, bài trên này, đây bài này mọi người có thể là hôm trước là em nói mọi người là bài này có bảy bảy cách á, mà em đã hướng dẫn mọi người là sáu cách. Là cách thứ bảy là mình tạo mặt phẳng này đi qua ba điểm này, rồi mình đùn khối vào bên trong á. Đó, đó là cách thứ bảy á. Về nhà mọi người có thử là sáu cách chưa chưa? Thì hôm nay về nhà thử thêm cách nữa, cách thứ bảy. Mình làm sao? Đó. Ba cách tạo mặt phẳng hôm nay là học tạo mặt phẳng rồi, thì mình áp dụng tạo mặt phẳng mình làm thôi. Đó. Thì đây là cái cách tạo ra cái mặt phẳng đi qua ba điểm. Rồi, mình ẩn đi tiếp. Tạo tiếp một cái mặt phẳng nữa. Nó cũng nguyên lý là đi qua ba điểm, nhưng mà đối tượng thì nó khác. Chọn mặt phẳng nha. Rồi, bây giờ mình không muốn đi qua ba điểm. Mình muốn nó đi qua cái đường thẳng này và đi qua một điểm này. Sorry sorry. Bắt cái mặt lại. Đây. Điểm này khó quá thì mình đưa lên điểm này. Đó. Đây, đi qua đường thẳng này và đi qua cái điểm này. Nguyên lý nó tương tự như là đi qua ba điểm nha. Đây, điểm thứ nhất này, điểm thứ hai này, điểm thứ ba này. Đó. Giống y như là đi qua ba điểm luôn, chung một nguyên lý. Đó. Đó là cách thứ thứ năm và thứ sáu rồi đó. Rồi. Tiếp tục cách nữa. Rồi nó sẽ có một cái mặt phẳng đi qua hai cạnh song song trong không gian. Ví dụ như cạnh này với cạnh này, hai cạnh này nó song song này. Đó thì nó sẽ tạo ra được một mặt phẳng đi qua hai cái cạnh này. Cũng sử dụng cái nguyên lý đi qua ba điểm luôn. Có thể là đi qua điểm này rồi điểm này. Đó. Hoặc là điểm này và điểm này. Hoặc là hai điểm này xong rồi điểm dưới này. Đó. Tùy cái mục đích của mình sử dụng mà mình tạo ra cái mặt như thế nào nó hợp lý. Rồi tiếp tục. Tiếp tục một cái nữa nha.
cách tạo mặt phẳng nữa. Đoạn cái này đi. Bây giờ em sẽ cắt một cái phần để mình dịnh nói cho nó dễ, mọi người dễ hiểu. Đây, phát hình như thế này, mặt xéo như thế này. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo mặt phẳng đi qua cái cạnh này, đi qua cạnh này nhưng mà nó vuông góc với cạnh này đó, tại một điểm nào đó. Ví dụ như tạo mặt phẳng nha, mình chọn cạnh này, rồi mình muốn nó vuông góc ở chỗ nào thì mình sẽ chọn cái điểm đó. Ví dụ như cái điểm này, điểm mốt này, thì nó sẽ tạo cho mình một cái mặt phẳng đi qua cái điểm này và vuông góc với cái đường thẳng này. Mình chọn đúng là nó sẽ tự bắt cho mình nè, có nhiều trường hợp này, vuông góc này, đây dao này, nó sẽ bắt cho mình luôn. Cái trường hợp này này nó được sử dụng nhiều trong cái lệnh này, sweep sweep boss bay này đó, được sử dụng nhiều trong cái lệnh này, nên là hôm nào gặp tới lệnh này thì em sẽ sử dụng tạo mặt phẳng nhiều bằng cách đi qua một điểm nào đó và vuông góc với cái đường đó. Đó rồi, một cách cuối cùng là tạo mặt phẳng nữa, cái mặt này đi, cái cuối cùng tạo mặt phẳng nữa là nó là tiếp tuyến với mặt này và hợp với, có thể là hợp với một cái mặt nào đó và rất bao nhiêu. Ví dụ như trong cái đề bài này, đây này có không ta, đây này không có, để mở cái đề lên thử. Buổi sau tạo phản này, đây cái đề bài như thế này, em xoay lại đây nha mọi người, cái đề bài như thế này, chỗ này nè, đây này, cái tay này nè, nó tạo, nó được tạo bởi là một cái mặt phẳng nha, có một cái mặt phẳng nó sẽ đi tiếp tuyến với cái mặt tròn này, mặt trụ này tiếp tuyến nha đó, và nó tạo với cái mặt nào đó một cái bao nhiêu. Ví dụ như trong quá trình mình vẽ cái mặt này là mặt front này, thì nó sẽ tạo với cái mặt front này một cái bao nhiêu đó, đây 45 này đó. Tiếp tiếng với cái mặt này, tiếp tiếng với mặt trụ này, tạo một cái 45 đó. Thì về nhà mọi người có thể vẽ, đối với những bài này là mọi người phải chú ý nha, tạo mặt phẳng, biết cách tạo mặt phẳng để mà vẽ thêm, hoặc là chỗ này là nó có một cái rãnh này, đây một cái rãnh chỗ này đó, nó hợp với cái mặt chỗ này cũng là 7 độ này đó, thì mình cũng là tạo mặt phẳng và mình vẽ. Em nói với mọi người là trong cái bài này, cái nguyên lý để mà mình thiết kế là mình đùn khối ra trước rồi mình mới sử dụng Etch cut nha, đùn khối tất cả các khối rồi cuối cùng là mình mới Etch cut, thiếu chỗ nào là mình cắt chỗ đó, chứ mọi người đừng có sử dụng đùn lên Etch board xong rồi Etch cut xong rồi Etch board Etch cut, thì nó sẽ gặp bất lợi. Đó là buổi hôm sau, ví dụ như mọi người về nhà làm bài tập thì mọi người sẽ thấy, mọi người buổi hôm sau em sẽ sửa cái đó. Rồi ví dụ như cho cái bài này mình cho nó tiếp tiến với cái mặt này, tiếp với mặt này và tạo với cái mặt phẳng này một góc 30 độ thử ra sao. Đây lên rồi chọn cái mặt mặt chỗ này đó, rồi thứ hai chọn cái mặt này, nó xác định là tiếp tuyến với cái này nhưng mà nó vuông góc ở đây đúng không, bây giờ mình không muốn vuông góc, mình muốn tạo với một góc 30 độ, 60 độ đi đó, 60 độ thì đây nó sẽ tiếp tuyến và nó cái mặt này tạo cái mặt này một góc 60, đây góc lớn này là 60 đây đó, đã chiếu lại thử sao offset đó thì nó xuống phía dưới
Rồi, trên này left tangent thì nó qua đây. Bạn nó 60 luôn nha. Nhưng mà nó đổi cái vị trí. Nó đổi vị trí là tiếp tuyến hoặc là nó đổi cái góc đây. Rồi mình bỏ cái này thử. Đó thì nó đưa lên trên này. Và nó tiếp tuyến là nó tiếp tuyến nó lấy cái cung dài xuống đây tiếp tuyến. Chứ nó không phải là nó lấy nó chỉ lấy cái cung cái phần này đâu nha. Tại vì cái này là một cái đường tròn luôn mà. Cung của một cái đường tròn nên là nó sẽ bắt kéo dài theo. Đó. Trong cái này nó có bốn trường hợp luôn á. Có thể là hai cái này không có, có thể là hai cái này đều có, hoặc là một cái có một cái không, tất cả là bốn trường hợp đó. Là tất cả những cái những cách mà tạo mặt phẳng trong Solid luôn. Thì bây giờ em sẽ làm một bài tập mẫu để mọi người về nhà có thể hình dung ra được và làm nha. Ok không? Mình sẽ làm cái bài bài này. Đây bài này đây. Đó. Bài này nha. Mình làm bài này. Chỗ này nó có hai cái tạo mặt phẳng này. Mặt này với mặt này nó xéo nè. Đó nên mình sẽ làm cái bài này. Hướng dẫn mọi người làm bài này. Rồi mọi người về nhà mọi người có thể là những bài kia, hai bài kia. Hai bài này. Rồi. Còn với lại là làm bài tập Revolve nữa nha. Đó, bây giờ là nhiều bài tập rồi đó. Rồi, mình tắt cái này đi. Thì đầu tiên, trước tiên là mình phải phân tích cái hình trước. Hình này đầu tiên mình vẽ khối nào? Vẽ khối này nha. Đầu tiên vẽ khối này. Đó, lên đây, vào đây. Đùng khối ra trước, về trước. Sau rồi mình tạo mặt phẳng này. Mình vẽ, mình đùng lên. Rồi mình tạo mặt phẳng này đùng lên. Rồi cái chỗ này nè, chỗ lõm này nè, đó là mình sẽ sử dụng ít cách nha, chứ mình không vẽ này. Tại vì cái viên dạng nó mọi người có thể thấy này, đọc cái bản vẽ này mọi người có thấy chỗ này, xong nó sẽ đi xéo lên từ cái đường này, đi xéo lên cái đường này đó. Đi xéo lên đây rồi nó đi ngang qua đây đó. Nên là cái hình này mọi người thấy kích thước là nó đầy đủ rồi đó, không thiếu gì đâu. Nên là mọi người về nhà vẽ cho đúng nha. Bây giờ em sẽ vẽ trước cái phần đế này trước cho mọi người. Rồi cái biên dạng nó là như thế này. Qua đây, qua đây. Rồi đi xéo lên. Rồi qua đây, xuống. Và đó, như thế. Thì à, nhớ một điều nữa là vẽ trên cái mặt phẳng nào. Như này, vẽ cái biên dạng này thì mọi người nghĩ là vẽ trên mặt phẳng nào? Top, run hay là right? Đó. Mặt phẳng nào? Ba mặt. Đây nè. Nè, lên nè, top nè, right nè, đó, ba mặt này. Vậy là mặt nào? Top à? Đây, đầu tiên mình vẽ cái viên dạng này mà. Đây. Bây giờ này là mặt right chứ. Đây mặt right này, đó. Đưa về isometric nhìn cho nó dễ. Đó. Top này, front này, top này, right này. Đó, mình vẽ right nha. Rồi cho mặt right mọi người chọn sketch. Rồi. Sketch đó. Tiến hành vẽ. Hình nó như thế nào? Qua đây, xíu lên. Lên trước chứ. Rồi từ đây đi lên qua đây rồi xíu lên đây qua xuống qua xuống đó. Rồi đổi bây giờ kín em bằng cái này này cho nó dễ nhìn. Rồi, bây giờ mình ghi kích thước ràng buộc nha. Thước dài tổng chiều dài của nó là 200 này đây. Tổng chiều dài của nó là 200. Đó, rồi. Cái trong này đi ra 50. Cái này này 50. Rồi. Cái này là 37.5. 37.5, ok. Tiếp tục.
Này là 25. Rồi, hai cạnh này cách nhau 100. Trăm nha. Đưa này cho nó dễ nhìn. Đó. Rồi cái hình. Nó thiếu gì mà chưa đen chỗ này nữa. Kích thước này nè. Kích thước chiều cao của cái đoạn thẳng này là 10 nha. 10 nha. Đây, 10 nha. 10. Rồi, ràng buộc cho hai cái đoạn này. Mắt này. Đó. Rồi, chiều cao này bao nhiêu? Chiều cao này là 25. 25 nha. Rồi. Chiều này bao nhiêu? Từ đây vào đây. Đã nhìn phía này nè. Đây nha, tới đây nè. Cuối cùng này nó khoét mất một miếng rồi nên là mình không có thấy được nha. Chiều này là 100 nè. Đó. 100. Rồi. Tiếp tục. Chiều này từ cạnh này vào đây. Cạnh này vào đây là 60. 60. Rồi chiều cao của cạnh này là 40. Đó, 40. Rồi bây giờ xem cái hình rồi mình đục khối. Cái hình đi chatbot. Bao nhiêu? Chatbot bao nhiêu? 100 nha. Đây. Cạnh xéo này 100. Mọi người có thể đùn ra bất kỳ hướng nào cũng được. Không quan trọng. Không. Trước sau gì cũng vậy thôi. Đó, là đang được cái hình này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo mặt phẳng này. Đi qua cái cạnh này nha. Tạo với cái mặt phẳng dưới này một góc là 180 trừ 6 là 20 á. Thấy chưa? Chứ không thể cái nào góc này là góc 160 độ được. Góc tí xíu mà, góc nhỏ mà. 160 được. Đó, thì tạo mặt phẳng do Reference Geometry. Then, chọn cái đường thẳng này đầu tiên. Rồi tiếp theo chọn mặt phẳng này. Đó. Rồi mình chọn góc này, mặt định nó là vuông góc này, thì mình chọn góc angle. Độ góc là thành 20. Xem cái mặt nó nằm đâu. Nằm dưới này đúng không? Nằm xuống là không đúng rồi. Đảo lại. Lên trên. Ok nha. Đó là nha. Ok. Rồi, bây giờ trên mặt này mình chọn sketch nha. Sketch. Kích vào mặt này giống y như là kích vào mặt run top ra vậy á. Kích vào mặt này chọn sketch. Rồi, cần trong 8 đưa về nhìn vuông góc. Đó. Nó nhìn bị ngược xíu. Tại vì cái hình này mình nhìn chui này, có hình này nhìn ngược xíu nên là mình vẽ 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 ngược. Nó thẳng này lên cung đây, xuống xuống. Rồi chọn lên line. Đường thẳng này lên đây, rồi vẽ một cái cung. Qua đây. Rồi xuống đây. Rồi. Đó. Tiến hành ghi kích thước. Cạnh này là 50 từ cái này và đây là 15. 50 15. Đó. Rồi, tiếp tục. Từ tâm này, này, từ tâm cái đường tròn này xuống đây. Số cạnh này là 40. 40. Đó. Rồi sau khi vẽ xong cái biên dạng rồi, nằm trên mặt này, mọi người có thấy không? Nó nằm trên cái mặt này luôn, mặt mình tạo. Rồi bây giờ mình sẽ đun khói với feature đổi chatbot. Nó đun ra bên ngoài rồi. Đã chiều lại. Đun sâu quá là không không được. Mình có thể là mình kéo cho nó vừa giá với cái mặt này. Đó. Nhưng mà nó dư một đoạn này, thấy nó cũng không không có hay lắm nha. Đó. Nên là mình có nhiều cái sự lựa chọn mà. Mình chọn bất kỳ, ví dụ như mình chọn là Auto Survey. Đây, chọn mặt này. Đó. Được luôn. Hoặc là theo Auto Survey mình chọn Auto Net. Đó, thì nó sẽ tới đây. Nó không tới mặt này thôi. Mặt đầu tiên nó tới thôi. Đó. Đó, tạo được cái này rồi. Mình ấn cái blend này đi. Hai đi. Rồi. Bây giờ trên cái blend này nó có một cái lỗ rồi. Nó một khối này, đùng lên nha. Cái lỗ này thì mình không biết là nó đùng tới cái mặt này hay là nó đùng sâu xuống luôn. Nên bây giờ là mình vẽ cho nó đùng tới mặt này thôi nha. Lỗ này này, nó khoét tới mặt nghiêng này thôi. Đây, trên mặt này mọi người chọn sketch. Như vậy chọn chọn 8. Đó, vẽ hai cái đục tròn. Mình rơi vào cung này thì nó sẽ bắt cho mình là cái tâm này. Nếu mà không rơi vào thì nó không bắt tâm nha. Đó.
Mình để tiến hành cái kích thước. Đường tròn trong là phi 12. Đường tròn lớn ở ngoài là phi 25. Đây, phi 12 và phi 25. 12. Đó, rồi cái này là 25. Rồi mình tiến hành insert board nó lên. Feature insert board. Bao nhiêu? Bao nhiêu ta? Này, 15. 15 nha. 15, ok. Đó. Rồi. Xong cái phần này. Rồi tiếp tục tạo một cái mặt phẳng đi qua cái cạnh này và tạo với cái mặt mặt đây hoặc là cái mặt song song này, hai mặt đây song song mà không sao, tạo với nó một góc là góc bao nhiêu ta, 1.8 à, 150, 150, 150. Hình này nó hơi khó nhìn, 150 nha. Có thể là mặt này với mặt này là tạo với nhau một góc 150 á. Đó, bây giờ mình tạo thử. Đây, chọn cạnh này, xong rồi chọn mặt này. Đó, góc bao nhiêu? Đó là thử 150 thôi. Đó, đúng rồi, đúng rồi. 150 nha. Tạo một phát được luôn nè. Nếu mọi người chọn mặt này thì sao? Delete cái này. Để cái này này. Rồi, ví dụ như mọi người để cái này luôn. Lúc nãy là mọi người đã chọn được một cái đường rồi nha, mọi người chọn mặt này hay sao? Đó, giờ mình đổi thử. Đã qua cái này thử, gấp 150 thử. Nó đi qua đây rồi. Đi qua đây, nhưng mà đúng đúng gấp đó luôn. Kéo dài ra đúng luôn. Đúng luôn nha. Có thể là mọi người ok xong mọi người vẽ trên này. Nhưng mà cái sketch là mọi người đưa về đây. Hoặc là có thể mọi người xóa cái này đi. Delete đi. Rồi mọi người chọn cái mặt này, mặt song song với cái mặt này đó, hai mặt song song đúng cái mặt là mình vẽ được nha, trên mặt phẳng nó, mặt phẳng nó kéo dài được chứ không phải là nó chỉ nhỏ như bao nhiêu đây thôi đâu. Chấm nữa nha. Ok, rồi trên mặt này mọi người chọn sketch đưa về hướng nhìn vuông góc, nó bị ngược này, nhấn thêm bàn chọn tải một lần nữa đó, nó quay lại rồi. Chỗ này vẫn là một cái ơi như thế này đâu, bây giờ như thế này đâu đó, thì mọi người vẽ lên like từ điểm này lên đây, xong rồi một không nữa đây rồi xuống đây ở điểm này đó. Cái hình kích thước từ cái mép ngò này vào đây vào cạnh này là 30 đó, mép ngò này vào cạnh này là 30. Ok rồi, từ cái tâm này xuống đây là 50. Cái này là 50 này. Rồi bây giờ mình tiến hành insert board. Feature insert board. Rồi bây giờ là up to net nha. Up to net. Đó, đúng rồi. Ok. Rồi. Thì cái cách tạo mặt phẳng là như thế. Sử dụng áp dụng trong mấy cái bài tập là như vậy đó. Rồi còn cái này đục lỗ hay là làm cái này là mọi người tự bên nhà tự làm đó, đục lỗ khác cái này đơn giản mọi người bên nhà tự làm, chỉ chủ yếu là hướng dẫn cái phần tạo mặt phẳng để mà vẽ ra thôi đó. Thì bài tập mọi người cứ bên nhà làm, cái bài nào không không biết thì hôm sau mình đã giải đáp. Còn cái phần mà hồi chiều anh Hải thắc mắc á, giờ bây giờ em giải đáp luôn ha, hay là để buổi hôm sau anh Hải, phần mà nó tiếp tuyến nên đùng khó nó không được á, zero thích ra bây giờ em nói luôn hay là để hôm sau. Rồi tạo file mới nha, ví dụ như bây giờ mình tạo một cái mặt phẳng trên cái mặt phẳng này, vẽ một cái sketch rồi mình đùng khổ lên cái chatbot lên. Nhớ tạo sai mặt à, tạo ra mặt top đi, xóa scan này, tạo mặt top là dễ nhìn đó. Rồi đây vẽ một hình chữ nhật như này, đùng khối lên đó, đây
Rồi, trong cái trường hợp mình muốn khoét một cái lỗ nhưng mà nó tiếp tiếu cái này nè, làm thế nào? Đây, tiếp tiếu nha. Thử nó bắt tiếp tiếu như mình cho. Thôi chưa, chưa. Rồi đây. Tiếp tiếu. Đó, thì mình cắt được. Sử dụng insert cut. Đó, nó bắt cái này, bắt xuống đây. Bắt xuống đây khi mình ok thử. Báo lỗi luôn. Báo lỗi luôn. Sao? Đây nè, nó ghi là lỗi zero thích nhận đây nè. Tại vì sao biết không? Chỗ này nè, cái mép ngay chỗ này nè. Nó không có xác định được là nó còn dày bao nhiêu ly hoặc là một á là nó dày 1 ly hoặc là bao nhiêu gm đó. Hai là nó ăn sâu qua luôn, nó đứt luôn. Chứ cái chỗ này là tiếp tiến là nó không xác định được là có độ dày hay không, chỉ có phần surface là nó mới không có độ dày thôi, còn trong cái khối thì nó phải có độ dày. Nên là cái hồi chiều á, bài hồi chiều của anh Hải á, là anh tạo ra đâu mất rồi, bài này đúng không? Đây 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 đây. Rồi tạo phải mới, tạo mới. Vẽ như cái bài anh Hải luôn. Rồi tập cho sketch. Rồi chơi nhanh. Sẽ 40. Rồi cho bạn sau này chọn sketch, vẽ sketch kia này đúng không? Rồi mình thấy là sau khi anh Hải vẽ cái sketch như thế này rồi, cái sketch là đen nhưng mà khi mình đục khối lên, ví dụ qua feature interpolate rồi, tại vì hai cái tiếp tiếu nó đều đều kín hết, nên là mình sẽ chọn, nó cho mình chọn là sẽ cái tua này, chọn này đục anh thử ok không, tên đảo chiều lại nha. Đó, mình kích thước là 30 thử có lỗi đó. Tại vì cái lỗi là zero thickness á, nó không thể nào mà nó đùng đùng nhưng mà không có cái chiều dày của nó đó đó, nên là mình không có vẽ được, không có đùng lên được như thế. Chỗ này là nó tiếp tiến nè, nó không không biết được là mình nó có chiều dày không nên là nó không đùng được đó. Thì như bài này dẫn đến đường này về xem lại hoặc là để làm được luôn, để làm cũng được. Rồi mình chọn là feature box, đây chọn hai cái thử đó, thì nó cho này, tạo hai cái này thì nó cho. Rồi mình sau khi tạo cái khối này rồi mình insert nó được thì nó mới được nha. Đã chiều lại này, ví dụ như cho là 20 đây, rồi bây giờ là mình mới được này, nó có độ dày rồi mình cắt mới được nha. Đây mình chọn là cái sketch này rồi insert cut. Chọn đường chọn này đó, thì bây giờ đã có độ dày này, có độ dày trên, có độ dày dưới này đó, thì nó mới cắt được. Chứ lúc nãy là tạo một khối luôn á, nên là nó không biết là có độ dày hay không á, là nó không có cho mình, không cho mình tạo được. Thì cái lỗi đó, cái solid nó bị cái chỗ đó đây. Rồi mọi người ok chưa? Nên là nhiều khi mình vẽ cái tiếp tiến đó nhưng mà khi mình đùng khối lên nó không cho là vậy á.
Bây giờ đó.